Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh Nhịp Sống Tây Bắc TV của mình. Hôm nay trên bàn mình đang chuẩn bị ăn rằm các bạn ạ. Anh em mình đang đi bắt lợn. Các bạn cùng xem và theo dõi để ủng hộ cho anh em cháu bên mình nhé các bạn nhé. Đây, anh em mình đang vào nhà của ông đây bắt lợn các bạn ạ. Một lúc nữa tôi sẽ quay cho các bạn xem nhé, các bạn cũng ủng hộ cho anh em chú cháu bên mình nhé. Ông đây bắt lợn các bạn ạ. Một lúc nữa tôi sẽ quay cho các bạn xem nhé, các bạn cũng ủng hộ cho anh em chú cháu bên mình nhé. Lợn chê, đây các bạn ơi, lần này nuôi bằng rau củ thôi nhé các bạn, đặc biệt không ăn cám nhé, không nuôi cám tăng trọng nhé các bạn. Đây. Đây các bạn ơi, các anh các chú ấy đang làm sạch lông của nó nhá, để Không có rêu thì một bỏ lát nữa nôn. chúng ta sẽ chế biến các bạn ạ. Đấy, con lợn rất ngon luôn, con lợn này 60 cân các bạn nhá, các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Im và đó rồi, sắp im im và đâu. Rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Im lên hề là nó kỳ họ. Nhân thì đây tôi bật chứ, hài hước. Lòng mía đông phải hai câu ship ship có là phang ship hàng quay mà đây quay còn cho một mẹ muốn chụp đồng chín một lúc chín không để nặng một bọc chín đâu cái khắp sau là mình không lộ mình đắm chụp ba má thôi đây đây cái phường phải ham nổ bộ bọc cái phường chỉ lớn mà sai cái nổ Thank you.
Cũng cưới công nhân khôn quá chăng. Hôm qua đây bà. Hôm qua là bà hôm. Châu bà hôm. Đợt ra cả bi đợt nâng mèn là lật xe bò đợt ra cắm tái đó chị. Tao qua đây. Đấy, xúc xung bờ sông lốm mà. Sợ sạp luôn, sợ tăng sông lốm luôn. Bữa ăn nước lọc rồi bác. Em mới nhồi cái này để chụp với cái nhà nhá thủ. Tôi đọc ký rồi sao? Thầy mưa nhồi cái này để chụp với cái nhà thì phải chứ thằng nó ra tay là bỏ. Xong rồi còn vài chứ. Có súng đấy bà. Chèo nổ. Cái thầy thấy đấy nổ. Lúc quên mới nằm rồi. Thôi mà thấy được cái lẻ áo của Phương mới nằm chèm đấy. Đúng rồi. Phải là nhá, 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 em phải cái kia Phương lẻ. Đến nói cái đi là hâu hâu. Còn em mà kiểu hắn nào quân ký rồi. Tổng làng ông. Kia sẵn lúc đó. Tổng làng. Nghe kìa. Món ăn độc lạ này. Ừ, món. Yeah.
Setup lặng lặng nữa chị. Quá sợ rồi chứ. Ok, ba mẹ sợ nó. Không giống hả vậy? Nó bị mở hơi chăm chân nói mấy. Nó vẫn đang đi luôn cái, vẫn đang đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.